mấy cái ghế massage nè bà con, hoành tráng lợi luôn. Cái lò nướng mấy này còn mới gan luôn. Toshiba. Súng tối ngày hôm nay có lửa không? Học bên tay thử ra. Học đi, học thử đi. Dạ. Nóng vậy? Có lửa hả? Dâm siêu mini luôn. Bảo anh ta nè, phải điện thoại không? Nó đó, điện thoại đó. Nó con mini. Phải anh cha đồ bật lửa gì á? Đồ bật bé gì hả? Đồ bật lửa quá. Đó
iPhone Trung Quốc. Này cái đồ bật lửa quá làm kiểu à. Phải không trời? Nhẹ hững à, nhẫn đâu phải điện thoại đâu. Này chắc điện thoại nè, cái này nè. Điện thoại có sạc nè. Đây điện thoại này còn nguyên gì luôn nè Phước. Đấy, của Trung Quốc. Cái gì? Cái này điện thoại là cái gì anh? Điện thoại. Điện thoại hả? Hai sim hả? Ừ, điện thoại siêu siêu nhỏ. Điện thoại Phước ơi. Ờ, cái điện thoại hai sim. Không biết, không gần. Quá đẹp. Thằng đọc luôn á. Có cái mồi nữa nè, đồ cỡ này hết sức đẹp. Nè nè, đồ phô bia này mới đọc nè. Đồ Kobe hết sức là độc lạ luôn. Hình cô gái mặc đồ bikini. Quá đẹp. Rồi còn mới ghen luôn. Rồi ai coi dễ cho mình khó coi lắm đó nha. Mình cầm cái này chà phá coi được gì không coi. Cái này bán sao ạ? Cái này nhiêu ạ?